Lapu-Lapu Song Diu là có thể nói là độc bá thiên hạ anh em ạ. Một nhảy là team bạn say đắm, là hai nhảy là team bạn đắm say luôn. Đây đây, để mở demo cho anh em nha. Lapu-Lapu Bách Chiến Diu và Diu Huyết Cuồng, Lapu-Lapu Song Diu. Đây này, để mở đi đầu. Người đi đầu là chú lái tàu, nhảy vào bất tử miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Và thế là hình như là có cái gì đó nó bị sai sai đấy anh em ạ. This land is our homeland, and it will soon be our burial ground. Giờ xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends. Đã rất lâu rồi chúng ta không có cơ hội được diện kiến cũng như là gặp lại cái vị tướng Lapu-Lapu cũng như là sức mạnh của cái vị tướng này anh em nhỉ. Nhưng mà trong cái video clip này, bởi vì là mỡ thấy team bạn có quá nhiều những cái chất tường không chế, ui anh em cứ thử điểm qua sức mạnh đến từ team bạn đi. Nào là Tywill, nào là Veil, nào là Tùng Lum Tờ Lơ, rất nhiều những cái hiệu ứng không chế đến từ những cái chất tường team bạn. Cho nên là ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là gameplay của Lapu-Lapu ở mùa giải thứ 21. Dĩ nhiên là không thể thiếu, đó là cái trang bị gọi là Bách Chiến Diu anh em ạ. Lapu-Lapu Bách Chiến Diu để mà đối đầu với một mã khống chế. Nào là Genevieve với cái hất tung đến từ chiêu 2, nào là Tywill với 5 cây khống chế, nào là Leslie với cái lựu đạn chiến thuật, nào là Veil với cái hất tung. Nói chung trận này team bạn có rất nhiều hất tung anh em ạ. Để mà xem rằng cái con Lapu này nó chịu được đến đâu. Thì có một cái lời khuyên cũng như là chia sẻ của mỡ dành đến cho anh em là ở thời điểm hiện tại, là nếu như mà anh em cảm thấy gọi là khó leo rank ý, thì anh em chỉ cần bảo team của anh em là lên gần như full khống chế ý. Thì ở cái meta hiện tại, cái đội hình full khống chế đang làm cái đội hình rất dễ để mà có thể giành được chiến thắng. À, team bạn trận này còn có cả Jawhead nữa anh em ạ. Đối với team của mỡ thì trận đấu này team mỡ có Roger, có mỡ, có Kaza, có Belleric, cùng với đó là có Layla. Layla trận này thì mỡ nghĩ là hơi khổ với cả bắn không vào máu đâu. Nhưng với cái con tướng Lapu-Lapu này, mỡ sử dụng cho mình đó là cái skin ở cấp độ special viêm thần. Thì để xem rằng Lapu-Lapu ở thời điểm hiện tại có chơi được đối với cái team gọi là nhiều khống chế này không nha. Mà thực ra khi mà đã pick Lapu-Lapu thì mỡ khẳng định với anh em là Lapu-Lapu chơi được với cái team full khống chế này. Bởi vì khi mà Lapu-Lapu ở kích hoạt được cái chiêu cuối ở dạng song kiếm là cái đầu sĩ bất khuất đi, và xong là cái vị tướng này thi triển ngay ba cái nhát chém cuồng nộ đến từ cái chiêu cuối dạng đại kiếm, thì khi đó Lapu-Lapu sẽ được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế và cùng với đó là gây ra một cái lượng sát thương vật lý cực kỳ kinh khủng. Về lý thuyết là như vậy đó, nhưng mà không biết là thực tế sẽ là như thế nào. Khởi đầu trận đấu này thì mỡ có lẽ rằng là một cái trận đấu nó đang hơi khó cho mỡ khi mà đối đầu lại với Genevieve. Genevieve là một trong những cái chất tướng đấu sĩ khá là khó bắt khi mà cô ta có cho mình một cái chiêu cuối cũng là miễn nhiễm hiệu ứng khống chế luôn, và dồn đam khá là bất ngờ đến từ cái combo gọi là lao vào với cái dịch chuyển không gian và các thứ các kiểu đồ. Nhưng mỡ cầm Lapu-Lapu thì không sợ lắm, bởi vì Lapu-Lapu bản thân cái vị tướng này có cho mình đó là một cái kỹ năng gọi là lướt đi. Ê cái gì vậy ông, trịch thủ vẫn lao ra được. Mỡ chuyển thành dạng đại kiếm, một chém, hai chém, rồi ba chém, quạt đi quạt xuống, tê lại lên bảng. Đó là Genevieve, mạng đầu tiên của mỡ trong cái trận đấu này. Vừa xong một cái pha xử lý hơi lỗ đến từ Kaza, nhưng sau đó Genevieve lại tự nhiên lại chạy ra anh em ạ, vào tầm xích chó đến từ cái chất tướng đấu sĩ Kaza, và thế là có được cái mạng dành cho cái con chim to nhất nhì trong cái tựa game Mobile Legends này. À, thật ra là mạng của mỡ anh em ạ. Rồi thì cái con Lapu-Lapu ở mùa giải thứ 21 này thì anh em có thể cân nhắc lên cái set đồ như mà mỡ có chia sẻ với anh em nha. Tuy nhiên có một cái điều là ở trong cái trận đấu này mỡ lên cái giày thì hơi liều. Cái giày này là cái giày giảm 10% hồi chiêu, nhưng nếu anh em cảm giác như team bạn gọi là sốc đam kinh quá thì anh em có thể lên hai loại giày. Nếu như team bạn nhiều đam phép thì anh em cầm cái giày dẻo dai cho mỡ, còn nếu như mà team bạn nhiều đam vật lý thì anh em cầm cái giày dũng sĩ. Cái giày mà cho anh em hình như là không phải tên dũng sĩ đâu, mỡ nhớ nhầm. Cái giày mà cho anh em cái khả năng kháng lại cái lượng sát thương phép với anh em. Và trong trận đấu này thì mỡ tự tin
khoe cá tính, cho nên Mỡ cầm cái giày giảm thời gian hồi chiều đi 10% cho cái lượng chiêu thức Mỡ tung ra nó ra được nhiều hơn anh em ạ. Rồi, di chuyển ra đường giữa để xem có thể tham quan được không. Câu trả lời ở đây là có, đó là Vêu. Ông Vêu này lại cầm cái bùa rùa các ông ạ. Ô, đặt chiêu cuối ra luôn à? Hình như anh ta có ý định dọn dẹp cái đợt lính giữa thật nhanh để sau đó anh ta đi đâu thì Mỡ không biết. Nhưng đường trên là Mỡ đang thấy có Guinevere. Đẩy cái đợt lính này, Mỡ sẽ gọi là giữ lại cái lướt đi nha. Để tí rình rình có khi con Guinevere nó đứng trong bụi nó lướt Mỡ kìa anh em kìa. Đánh nó khéo khéo một tí anh em ạ. Đó, có khi nó đứng trong bụi để nó gọi là nhấp nhả chờ Mỡ đánh gọi là sơ sẩy là một cái pha chiêu cuối là có khi Mỡ cũng đi chân lạnh toát anh em ạ. Từng này máu là hoàn toàn có thể bị hạ gục luôn. Mỡ sẽ giữ chiêu cuối một tí này. Để xem Guinevere có bị chủ quan để xem Guinevere có nhảy vào nha. Để xem nào. Ê, hình như là Guinevere không có ở đây anh em ạ. Mỡ đang đoán là như vậy thôi, không sao. Clear dọn lính thật là nhanh đó. Bởi vì căn bản là mình không biết Guinevere đứng ở đâu mà anh em, cho nên là mình sẽ cần phải lưu ý để mà phản xạ tránh đi được cái cú hất tung đến từ Guinevere. Đó anh em thấy không? Hóa ra là đứng farm rừng. Nhưng thôi không sao, di chuyển ra đường giữa để Mỡ xem có làm một combo hạ gục đi được Vêu cho anh em xem không nha. Sẽ là ở đây, ném một cái kiếm này áp sát này và con Vêu nó có thanh tẩy, nó bật thanh tẩy rồi anh em ạ. Để xem nha, bật thanh tẩy rồi thì khả năng cao là Vêu sẽ lùi về. Nhân tiện ở đây Mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con rùa cùng với cái anh chàng cờ hó Roger vui là chính. Có sự can thiệp đến từ vị trí của đó là Johet. Mỡ lao ra, một chém, hai chém rồi ba chém chạm sát cỗ được mạng của Guinevere. Tiếp tục dồn đam ở đây, Roger lấy mạng của Johet, Mỡ lấy đi được mạng của Guinevere và thế là mạng thứ hai của Mỡ. Khởi đầu khá là ok là đến từ cái chất tướng Lapu Lapu này. Thì Mỡ đã có được cho mình đó là cái dư huyết cuồng, cho nên là cái con Lapu Lapu này gần như là không cần phải về nhà anh em nha. Rồi, thì con Lapu Lapu này nhiều anh em sẽ bảo là ủa anh Mỡ ơi, cái combo con Lapu Lapu này cụ thể sẽ là như thế nào? Bởi vì Lapu Lapu có hai bộ kỹ năng đúng không anh em? Thì anh em hãy nhớ trong đầu hộ Mỡ rằng là Lapu Lapu có hai bộ kỹ năng. Nhưng Lapu Lapu ý thì ở dạng song kiếm nó sẽ là những cái kỹ năng mang tính chất cấu rỉa và cơ động hơn. Còn ở dạng đại kiếm là sẽ chuyên dồn đam anh em nha. Dạng đại kiếm sẽ là dồn đam kèm theo đó là làm choáng và chống chịu đúng không ạ? Còn ở dạng song kiếm sẽ là cấu rỉa, dọn lính và cơ động. Di chuyển các thứ các kiểu đấy anh em. Rồi thì khi mà anh em đã nắm được cái bộ kỹ năng của Lapu Lapu thì cái combo của Lapu Lapu lý tưởng ý, Mỡ sẽ nói về một cái combo lý tưởng nha. Thì anh em sẽ là combo như thế này. Anh em ném chiêu một trước để mà cho kẻ địch dính đam đó, hoặc từ ở đây có một cái pha Mỡ thi triển chiêu cuối đã hạ gục đi được đó là cái vị tướng Leslie, làm choáng đi được đó là Tywill. Ở đây đang là giao tranh nhưng Tywill Mỡ nghĩ là sẽ không làm gì được anh ta rồi, combo của Mỡ cũng đã là hết đam. Lý tưởng một cái combo full đam của Tywill sẽ là như thế này. Đó là anh em sẽ ném chiêu 1 trúng kẻ địch đúng không ạ? Anh em lướt chiêu 2 sao cho gây đam được trúng kẻ địch hoặc là lướt gần trúng lại là được. Sau đó anh em dùng chiêu cuối, combo con này sẽ là 1 2 3. Và sau khi mà anh em chuyển sang dạng đại kiếm ý, anh em tiếp tục combo là gì anh em? 3 2 1. Đó anh em hiểu không? Combo là 1 2 3, 3 2 1. Thật ra combo của Lapu Lapu tức là có chiêu gì dùng chiêu đấy anh em hiểu không ạ? Ở đây này, ôi team bạn lên bắt Mỡ 3 thành viên, nhưng Mỡ 1 cần 3 is real ở trong truyền thuyết. Bởi vì ở cái chiêu cuối dạng đại kiếm là Mỡ không bị một tí ôi không chế gì cả. Team bạn định kéo lên để bắt bớ Mỡ đến từ Guinevere, đến từ Tywill và Johet. Nhưng Mỡ lại bật chiêu cuối dạng đại kiếm Mỡ vả như con và bay cho Tywill phải lên bảng điểm số. Họ đã một cái pha di chuyển cực kỳ hớ và cực kỳ lỗ trong cái tour Mỡ xong. Họ không bắt được Mỡ nhưng họ di chuyển lên 3 thành viên, họ vô tình tạo ra khoảng trống để cho team Mỡ được farm. Và cái con rùa này khả năng cao là sẽ được lấy đi rất dễ dàng đến từ vị trí của gọi là cặp đôi chim chó, đấy là Roger và Kazai anh em ạ. Đó, thì combo của con này về lý tưởng full dam sẽ là 1-2-3 và 3-1-2. Nhưng nếu như mà để có được một cái combo chuẩn chỉ thì Mỡ nghĩ là không có combo chuẩn chỉ cho con Lapu Lapu này đâu. Combo của con Lapu Lapu sẽ là tùy tình huống anh em ạ. Nhưng lưu ý rằng nếu như mà anh em kích hoạt cái chiêu cuối thì anh em sẽ ngay lập tức phải kích hoạt cho mình đó là cái chiêu cuối lần thứ 3 dạng đại kiếm càn quét để mà có thể gây được tối đa đam. Ở đây này, Mỡ bật luôn này. Ôi hất tung Mỡ à. Hất tung Mỡ này. Trời ơi, lượng đam là quá kinh khủng đến từ một cái con Lapu Lapu xanh chín và cầm cho mình đó là cái bách chiến rìu. Ở trong trận đấu này thì Mỡ cầm đó là rìu huyết cuồng cũng như là bách chiến rìu một thể. Đó, nhưng mà Mỡ vẫn muốn chia sẻ với anh em ở đây là nếu như mà anh em cảm giác như là anh em cầm hai cái rìu đấy nó quá là mạo hiểm không có đồ thủ thì anh em có thể xen giữa cái giáp tàn bạo và giữa hai cái rìu đúng ạ. Hoặc là anh em có thể gọi là lên hai cái rìu giống như Mỡ, sau đó anh em cầm cái giáp tàn bạo cũng là ok la. Trong trận đấu này thì ngoài cái việc cầm bách chiến rìu ra thì Mỡ cũng lên luôn cái đôi cánh nữ hoàng.
hoàng. Bởi vì ở cái bản cập nhật mùa giải thứ 21 của Moon Toon ý, thì cái đôi cánh nữ hoàng nó lại cực kỳ là hợp lý cho Lapu-Lapu. Bởi vì đôi cánh nữ hoàng bây giờ ý, nó chỉ có gọi là hút máu đến từ những cái đòn kỹ năng mà thôi. Mà Lapu-Lapu là một cái chất từ đầu sĩ sử dụng kỹ năng. Đó, cho nên anh em hoàn toàn có thể cầm cái đôi cánh nữ hoàng cho Lapu-Lapu rất là ok là. Ở đây là có ai đây? À, Leslie với chúng tôi này, ba chém, chỉ cần ba chém thôi, không cần màu mè gì cả. Leslie lên bảng điểm số. Và đó chính là cái lý do mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em rằng là thật ra anh em hoàn toàn có thể cân nhắc để tạo thành một cái combo full dam của Lapu-Lapu. Nhưng đối với những cái chất tướng máu giấy như là Veil hay là Leslie các thứ các kiểu, thì có khi anh em chỉ cần nhảy vào với cái chiêu cuối ở dạng sóc kiếm, rồi anh em kích cái chiêu cuối ở dạng đại kiếm, như vậy là quá đủ dam rồi. Anh em chẳng cần màu mè thế là gì cả. Cho nên combo của Lapu-Lapu là một cái combo mà Mỡ nghĩ là nó sẽ tùy cơ mà ứng biến anh em ạ. Nó không cần phải gọi là quá tuân thủ, lúc nào cũng phải 1-2-3, 3-2-1. Có khi anh em lao vào cái chiêu cuối, rồi anh em kích chiêu cuối thêm lần nữa, thế là xong rồi. Đơn giản, dễ dàng, dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em ạ. Đó là những cái gì mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Lapu-Lapu. Còn thì đam chính của Lapu-Lapu là đến từ chiêu cuối dạng đại kiếm anh em nha. Chiêu cuối dạng đại kiếm của Lapu-Lapu sẽ là chém 3 phát, gây một cái lượng sát thương khổng lồ. Chiêu 1 của Lapu-Lapu dạng đại kiếm sẽ là làm choáng theo đường thẳng và diện rộng. Và chiêu thứ 2 của Lapu-Lapu dạng đại kiếm vừa gây đam, vừa cho cái vị tướng này hiệu ứng chống chịu khi mà gây sát thương lên tướng địch anh em nha. Và nó sẽ tính theo số tướng địch, kiểu tướng địch càng nhiều thì cái khả năng chống chịu của Lapu-Lapu dạng đại kiếm là càng khỏe. Ở đây là một bổ Mỡ lấy đi được mạng đến từ cái vị trí của Veil. Team bạn đang bị khống chế đến từ cái trò chân của Beric. Tywill anh ta không làm gì được ở trong cái tình huống xong. Mỡ lướt vào gây sát thương rồi sau đó lại chạy ra là khá dễ dàng. Và thật sự phải nói với anh em ý là cái con Lapu-Lapu này cầm cái bách chiến rìu thì có thể nói là cực kỳ cơ động và khá là bá. Bởi vì bách chiến rìu vừa cho Lapu đó là đam, vừa cho Lapu cái khả năng ấy, ui tốc biến cầm kiếm thế chịu ơi. Con Tywill tốc biến cầm kiếm thế thì đúng là quỷ. Cái phát vừa xong là Mỡ cũng vừa hết đi cái hiệu không miễn nhiễm khống chế đến từ cái chiêu cuối dạng đại kiếm, cho nên là hơi khó thở. Nói chung là cá nhân Mỡ đánh giá là Lapu-Lapu mang tính chất là cầm song kiếm, nhưng mà thực ra cái sức mạnh của nó lại là song rìu anh em ạ. Đó là rìu huyết cuồng cũng như là cái bách chiến rìu anh em ơi. Thì với cái việc anh em lên đồ như thế này này, lên đồ như thế này giống như Mỡ này, thì anh em hoàn toàn có thể có được tối đa cái giảm thời gian hồi chiêu. Đó là Mỡ có sẵn 10%, hình như là 10% hồi chiêu đến từ cái bảng ngọc sát thủ điểm liên sát rồi đúng không? Rồi thêm 10% đến từ cái giày, 10% đến từ cái rìu huyết cuồng, 10% đến từ cái bách chiến rìu. Như thế là đủ tối đa 40% rồi. Và đủ 40% thế thì ôi dồi ôi, vào giao tranh và team bạn là như con khống chế họ và sau đó lùi ra là rất dễ dàng. Và đó chính là cái sức mạnh đến từ cái vị tướng Lapu-Lapu ở trong cái bách chiến rìu. Và khi mà cái bộ kỹ năng hết đi thì cái chiêu cuối của Mỡ chỉ mất có 9 giây để mà hồi chiêu mà thôi. Thì cứ trung bình là 9 giây là Mỡ lại có cái chiêu cuối dạng đại kiếm lại va chạm một lần anh em ạ. Và bây giờ chiêu cuối sẵn sàng rồi này anh em này. Bây giờ chúng ta cứ vào thôi. Tầm này thấy có kèo là vào ngay anh em. Từ từ nha, từ từ nha. Đứng giữa là đã bị lính lấy đi mất rồi này. Mỡ sẽ đứng cùng với team của Mỡ. Ở đây Mỡ level 14 có cái lượng level cao gần nhất team luôn. Mỡ va chạm với cả Tywill luôn. Bật chiêu cuối luôn. Mỡ có bị khống chế đâu. Một bổ vào mặt Tywill lăn quay ra choáng này, xoay kiếm này, chạm sát này, mạng thứ 9 của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng cái bách chiến rìu hầu như là rất phù hợp với mọi cái chất tướng đầu sĩ ở mùa giải thứ 21. Anh em cứ cầm cái bách chiến rìu là anh em gọi là có thể gọi là làm bố thiên hạ ngay. Một cái trang bị mà vừa cho chúng ta cho chúng ta tốc độ di chuyển, vừa cho chúng ta xuyên giáp, vừa cho chúng ta đam, vừa cho chúng ta máu, vừa cho chúng ta giảm thời gian hồi chiêu thì ui trời ơi, đối với Leslie thì chỉ cần gọi là combo 3 vào 3 ra, ôi Mỡ bị bay màu rồi anh em ạ. Mà đối với những cái vị tướng như kiểu Leslie hay Veil, anh em chỉ cần 3 vào 3 ra, như thế đã xong. 3 tức là chiêu cuối đúng không anh em? 3 vào 3 ra, thế là được anh em ạ. Ấn chiêu 3 một lần, ấn chiêu 3 lần nữa và thế là Leslie cũng như là Veil lên bảng điểm số, cũng đi chân lạnh toát mà không hiểu tại sao lại bị như vậy anh em ạ. Ở trận ơi, ở trong này nước bụi này, ui lại 3 vào lại 3 ra, chém cho team bạn là như con, Jawhead cũng không thể thở nổi. Và thậm chí là đến Tywill Mỡ có một cái pha double kill chết bụi là cực kỳ bá đạo, tốc độ di chuyển là cực kỳ nhanh đến từ cái bách chiến rìu này. Và có lẽ rằng team bạn họ cũng không còn một cái cơ sở gì để mà có thể giành được chiến thắng trong cái trận đấu này rồi. Khi mà Mỡ vừa là tanh, vừa là mở giao tranh, vừa là miễn nhiễm khống chế như thế này thì team bạn thở kiểu gì? Ra đây va chạm ông ơi. Team bạn chạy hết rồi, chạy là khá nhanh anh em ạ. Thôi không sao, team bạn đã chạy thì mình nên cho team bạn đừng lùi, bởi vì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại cả anh em ạ. Đâu phải, hình như hơi ngược anh em nhỉ?
đánh người chạy lại chứ đâu có ai đánh kẻ chạy đi bao giờ. Hình như là mình hơi lú anh em ơi. Nhưng thôi không sao. KDA ở của mỡ ở thời điểm hiện tại đang là 12-2 và có 3 mạng hỗ trợ. Tầm này thì team bạn có lẽ rằng cũng no hope rồi. Highland thì team bạn cũng đã mất. Cái con lót thì nó sẽ xuất hiện trong vòng độ 7 giây nữa thôi. Và trận đấu này thì mỡ nghĩ là phần nào đó mỡ cũng đã chia sẻ được cho anh em sức mạnh của cái vị tướng Lapu-Lapu ở mùa giải thứ 21. Comeback chiến dừa đúng không ạ? Lapu-Lapu song dìu là có thể nói là độc bá thiên hạ anh em ạ. Một nhảy là team bạn say đắm, là hai nhảy là team bạn đắm say luôn. Đây đây để mỡ demo cho anh em nha. Lapu-Lapu bách chiến dìu và dìu huyết cuồng. Lapu-Lapu song dìu đây này để mỡ đi đầu. Người đi đầu là chú lái tàu, nhảy vào bất tử miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Và thế là ơi hình như là có cái gì đó nó bị sai sai đấy anh em ạ. Ủa cái phát đấy mỡ nhảy vào là mỡ rõ ràng là mỡ đã ấn cái chiêu cuối để chém ba nhát miễn nhiễm hiệu ứng khống chế rồi, nhưng nó vẫn còn một cái khoảnh khắc nó delay kỹ năng giữa lần nhập kiếm đập xuống và lần hóa thành cái đại kiếm anh em ạ. Cho nên là có lẽ là mỡ đã bị khống chế đến bay màu luôn. Đù. Nhưng mỡ nghĩ rằng với cái mạng của mỡ, với một cái pha xử lý mà cố tình lên bảng điểm số để đổi lấy ba thành viên bên phía team bạn như thế này, thì những Genevieve, những Vale là không có cách nào để mà thủ nhà được nữa rồi. Sát thương đến từ họ là không đủ, thậm chí là Genevieve còn lên bảng điểm số, chỉ còn lại mình Vale bơ vơ giữa dòng đời. Và đây sẽ là cái kết dành cho team bạn. Chỉ đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Lapu-Lapu ở mùa giải thứ 21. Và nếu anh em thấy cái video clip này có thú vị, đừng quên lại cho mỡ một like và cái kênh nhá. Bye anh em.